Xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay anh em kỹ thuật lại đang có mặt tại thôn Trấn Nam, xã Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xếp cho anh Nành một cấu hình combo. Đây là cái cấu hình combo anh em vừa đến nơi. Một đôi loa B12 vào đồ. Đây là đôi loa phiên bản mới. Hiện tại là sáng nay mới về và anh Nành đã đặt luôn đôi loa này. Một lát nữa thì chúng ta sẽ được kiểm chứng cái chất âm cũng như là mẫu mã hình thức, xem là phiên bản mới này có khác biệt gì so với phiên bản trước. Tiếp đó là một siêu trầm monster, một chiếc đẩy X22 và một chiếc mic 3 vào đồ. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan cái không gian của nhánh này. Không gian ở đây là đây là cái không gian của máy này. Chúng ta sẽ xem một bộ hình logo vào trong này. Đi sau đi sẽ có hai cái chân loa kê hai bên cạnh này. Không gian này sẽ rất chi là hay khi sẽ có hình logo ở đây. Rồi bây giờ xin mời các bạn anh em chờ thêm lát nữa. Sẽ cho hàng vào setup cái cấu hình combo này tại không gian của nhánh này. Cái cấu hình combo cho nhà anh này ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đây là một đôi loa B12 phiên bản mới. Sau một thời gian vắng bóng thì sáng ngày hôm nay đã có mặt tại Bảo Long. Một bát 30 một chép kẹp màu vân gỗ, có e căng bóng ở nhà quán. Chúng ta sẽ đóng e căng như này vào để bỏ ra để cho nó nhìn được cái nội thất bên trong. Kết hợp với đôi loa B2 đó là một con siêu trầm monster, cũng là bass 30, rất chi là tiếng đánh rất sâu và chắc. Trái tim của mẫu dàn hôm nay nó là một chiếc đẩy X22 Pro, một chiếc đẩy rất chi quen thuộc của chúng ta, có rất nhiều các chế độ tích hợp mà lưng tiếng giải mã chống cú đều tích hợp ở trong chiếc đẩy liên vang này. 6 chế độ hát và kết hợp một chiếc điều khiển thông minh, chúng ta để ngồi từ xa điều khiển to nhỏ hay là bật tắt các chế độ. Đấy, 6 chế độ. Các chế độ này sẽ được anh em kỹ thuật cài nhiều chế độ hát cho những người mới tập hát, người biết hát và người hát chuyên nghiệp đều được thể hiện ở trên các chế độ này. Và chế độ nghe nhạc, bolo, DJ, Z-Mix, xem phim, tất cả đều tự được tích hợp hết. Kết hợp với bên trên đó là một bộ mic 321 Pro. Gồm hai tay mic, hát rất tiếng rất chi nhẹ, bay dày, bắt mic rất xa. Đó. Bây giờ các bác và anh em sẽ thử thức cái chất âm cũng như là
lặng sâu về lên ngàn năm thương oán một mong mượn thôi, tình đã rơi rồi mộng khó nhận phai, chẳng quyến vốn có khi đền ngàn cánh rơi lũng xuống về mây cánh bay ngoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đậu bên yên, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hương hương, ai đó dù đã ưng cường, ra đi ôm mộng chung dương. Ôi ngàn năm còn ta đã còn mà tình có mang đâu, tình yêu là tình vui người ơi, suốt đời mình nguyện câu nữa. YouTube hay là Facebook? Lần trước là lần đầu thì YouTube, YouTube,
xong là lần sau là em thấy là trên Facebook TikTok có thì em chuyển về xem cho nó tiện. Thì có đăng ký kênh của Hoàng Long không? Có đấy. Nếu mà có cái gì mới là sẽ cập nhật vào được không? Tại vì hôm qua dưa này thì cũng muốn là thứ bảy chủ nhật ở nhà ấy, gia đình ở nhà thì cũng ngồi hát tí đây cứ quậy của em. Em có hết chưa? Có nghĩa là mình xem là mình đã thích cái bộ B12 này từ lâu. Từ cái tập mà nó nổi lên là em lưu cái video của nó về đây hiện tại vẫn ở. Em chưa ngõ. Thế là chỉ có xem B12 thôi. Được rồi. Thì có nhiều những cái mẫu loa mà nó cũng hay mà cũng ngang giá như B12 này mà tại sao mà thích là em thích cái thứ nhất là cái hình thể bên ngoài, có nghĩa là cái quậy như của rằng một phần nữa là còn là phần tô điểm bên trang điểm đấy. Đấy, một mã hình thức bên ngoài, hai hình thức bên ngoài. Còn chất âm thì nói chung là em thấy nó cái độ đợt vừa rồi là nó sốt nên cho nên là cũng muốn xem biết nó như thế nào. Thế bây giờ anh em kỹ thuật đã lắp đặt xong rồi, test nhạc rồi, hát thử rồi, tại cái trong đại không gian này mình thì anh này đánh giá như nào về chất âm của bộ này tại không gian này? Em thấy ok. Có không phải ok mà rất ok. Nó bây giờ nó có xứng đáng với cái công mình chờ đợi không? Có những cái đồng tiền mình bỏ ra chưa? Xứng đáng đúng là nó thật ra thì anh trai em thì cái này làm về nó lại thì bên ngoài âm thanh ở kia đấy thì làm cũng không làm lâu rồi nên nhưng mà em lại không thích cái kiểu là lo mãi mới lo tại vì ở chỗ em ấy là có hệ phòng thì loa mãi rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà em lại muốn là cái gì nó rất là trọn vẹn, nó chỉ chu từ đầu cuối, ví dụ cái này nó một đồng bộ đấy thì nó sẽ là tốt hơn. Thứ hai là đồ công ty thì bao giờ nó cũng sẽ là về chế độ bảo hành các thứ thì mình sẽ là ok. Mình mua mình không phải đáng ngại vấn đề gì đúng không? Thế anh ruột của mình là làm hoa này không? Cũng bán hoa này hả anh? Không bán nhưng mà có thể làm bên âm thanh cho sự kiện. Chuyên. Ví dụ nhiều là... lần cũng bảo là sáng lên lấy đôi hoa nghe nhưng mà không thích. Em không thích. Đúng là em không thích. Thế là nhất định là phải chờ được B12 của Hoàng Long. Thế là sáng nay có là bên Hoàng Long gọi cho anh này. Dạ vâng, sáng có hai số. Thì em cũng thắc mắc là không biết còn bên nhà mình không. Thế nên em lại gọi ngược lại với cái số mà em bên Hoàng Long cho đấy ở Maxim. Thì em gọi ngược lại hỏi xem có phải là bên mình không. Đấy, tại vì là bây giờ cũng có nhiều bên cạnh tranh, bây giờ cũng không biết là đúng như bên mình không. Đúng không? Bây giờ các anh cũng chỉ mua bộ quần áo thì tiền đấy là nó là Hoàng Long rồi. Đấy, cho nên em bây giờ cần cái uy tín, thứ hai cái uy tín của anh. Bây giờ bọn anh đi mua hàng ví dụ một bên nào đó nó làm nhái thì thứ nhất là bọn anh thiệt thòi về thương hiệu đấy, thứ hai là bọn em là người sử dụng thì chắc chắn những cái vấn đề đồ đấy thì chắc chắn là mình bỏ một số tiền lớn như thế. Bây giờ mình bỏ số tiền lớn đấy vào mà đổi lại thì không cái chất lượng nó không ra cái gì, cho nên là nó nhiều lúc nó sẽ thiệt thòi. Thế là sang minh lại thế là người của năm rồi đó. Vâng, em xác minh lại xem là thực tế có phải bên của mình không. Cũng may là trong buổi sáng nay là vừa về luôn hàng là anh này là người mở hàng cho một loạt công hàng tiếp theo của Hoàng Long. Đấy. Cũng hy vọng là mọi người đều mua hàng đánh giá với một cái tinh thần như anh này. Thay mặt công ty thì cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi. Có nhiều những giây phút trải nghiệm bên tất cả các anh bên kỹ thuật viên là đến gia đình và lắp cho gia đình tận tình như thế. Rồi, cảm ơn anh. Có phát là nó lắp được ngay, có ok. Rồi. Cũng mong là sau lần sau đấy thì anh em mình cũng sẽ có dịp như này nữa. Ok. Tại vì cũng muốn là truyền tải, cũng muốn là có anh em bạn bè gì thì lại giới thiệu cho bên Hoàng Long. Dạ vâng.